Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi những tin tức thị trường ngày 4 tháng 2 năm 2021 của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1 vừa qua đã ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi ước đạt 54 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả nước trong tháng 1 ước đạt hơn 27 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1 đã có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la, chiếm 67,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Về nhập khẩu, tháng 1 ước đạt hơn 26 tỷ đô la, giảm 5,4% so với tháng trước. Như vậy, trong tháng đầu tiên, cả nước ước xuất siêu 1,3 tỷ đô la Mỹ. Hôm qua, cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái đã tiến hành tiêu hủy hơn 3.500 sản phẩm hàng hóa kém chất lượng và nhập lậu thu giữ được trong thời gian qua. Số hàng này chủ yếu là đồ chơi trẻ em, nước rửa nội thất ô tô, thuốc lá, mỹ phẩm và thực phẩm do nước ngoài sản xuất như đậu phộng, gà cay, hạt dời. Tổng trị giá trên 103 triệu đồng, cơ quan quản lý thị trường Yên Bái cũng đang tăng cường tuần tra kiểm soát giám sát thị trường cả trước, trong và sau Tết, cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng để bảo vệ người tiêu dùng. Nông dân tỉnh Lâm Đồng đang đặt nhiều kỳ vọng vào vụ dưa hấu Tết này. Hầu hết diện tích dưa tại đây đã được thương lái đặt mua trước với giá bình quân trên 5.000 đồng một kg. Để chuẩn bị cho Tết Tân Sửu, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xuống giống gần 300 hectare dưa hấu, tập trung chủ yếu ở hai huyện là Đạ Tẻ và Cát Tiên, với những giống dưa như Phù Đồng, Trang Nông, An Tiêm, Hồng Cúc, Rồng Xanh. Đây là những giống dưa cho năng suất và chất lượng cao. Đồng thời, người dân cũng sử dụng màng phủ sinh học để hạn chế cỏ dại và giảm công tưới nước. Thị trường hàng hóa Tết Nguyên đán tại các địa phương năm nay khá dồi dào, giá cả ổn định. Tại Quảng Ngãi, các loại bánh kẹo sản xuất trong nước chiếm đa số. Các loại bánh truyền thống được làm thủ công cũng được bày bán nhiều, đảm bảo nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Theo Ban Quản lý chợ Quảng Ngãi, lượng hàng phục vụ Tết năm nay tại chợ giảm khoảng một nửa so với mọi năm do sức mua giảm. Giá cả các loại thực phẩm khô, bánh kẹo, hạt dưa thì tăng khoảng 10% so với ngày thường. Còn tại tỉnh Bắc Giang, đến thời điểm này, nguồn cung hàng hóa cũng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, chưa xảy ra tình trạng thiếu hàng hay tăng giá đột biến. Nhờ tái đàn an toàn, đàn lợn của tỉnh Bắc Giang đến thời điểm này đã đạt hơn 1 triệu con, xấp xỉ tổng đàn khi chưa có dịch. Các trung tâm thương mại lớn đã triển khai chương trình bình ổn thịt lợn, đàn gia cầm cũng duy trì ổn định, nhờ đó nguồn cung thực phẩm trên địa bàn tỉnh khá dồi dào. Cách đây tầm 1 tháng thì nó cũng dao động là tầm 140 đến 150 một cân, nhưng mà bây giờ thì nó cũng dao động là 150 đến 160. Nó chỉ tăng tầm 5-10 nghìn thì nó không đáng kể, mình vẫn có thể mua được. Giá mà các siêu thị hay các điểm mà vẫn để cho mình như thế này ấy, thì người dân mình vẫn đi mua được, với cả là giá nó hợp lý thì nhu cầu của người dân thì cũng tăng cao hơn, thì để đảm bảo phục vụ cho tất cả nhân dân ở Tết này. Năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường hàng hóa giáp Tết không sôi động như mọi năm. Những mặt hàng tiêu thụ mạnh nhất vẫn là bánh mứt kẹo, rượu bia, nước giải khát và thực phẩm. Năm nay cuộc chuẩn bị cũng rất là tốt. Nếu kể ra doanh số trong 3 tháng liền, tháng 11, tháng 12 và tháng 1 thì đều dao động từ 141 đến 143 tỷ mua vào và đang bán ra được doanh số như vậy. Tiến hành không phải dự trữ cho đến Tết mà giữ cho sau Tết một tháng bán hàng nữa. Cho nên là sau một tháng bán hàng nữa, tiến hành đầy đủ tất cả các mặt hàng để phục vụ cho bà con. Các doanh nghiệp phân phối lớn và các chuỗi bán lẻ đã chủ động chuẩn bị gần 3.000 tỷ đồng hàng Tết. Ngành công thương Bắc Giang nhận định nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết hiện đang khá dồi dào, thị trường ổn định. Các cái mặt hàng bình ổn này không chỉ được tiêu thụ trên địa bàn của thành phố Bắc Giang hay là một số các cái thị trấn lớn, mà với cái sự lan tỏa của các cái doanh nghiệp bình ổn thì cung ứng các cái mặt hàng bình ổn với chất lượng cao này đến tận các cái xã, các cái thôn bản. Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thị trường hàng hóa Tết có thể sẽ có những biến động. Ngành công thương Bắc Giang vẫn đang tiếp tục nắm bắt diễn biến thị trường để có những chỉ đạo kịp thời nhằm ổn định thị trường hàng hóa Tết cũng như ứng phó với dịch Covid-19.